Kính thưa bà con và khán giả, hôm nay tôi xin giới thiệu với bà con và quý vị cái phương pháp xoa bóp dây ấn huyệt để chữa đau lưng do sai tư thế, đau lưng do thoái hóa cột sống, rồi là những cái đau lưng mà do cảm nhiễm thời tiết. Về tư thế người bệnh thì nằm sấp, và trên thì có một cái gối, hai tay thì xuôi dọc theo thân, đầu nghiêng một bên. Thì trước hết là chúng ta làm cái động tác có thể là sát cho nóng lưng lên, tức là ta dùng bàn tay thẳng và sát thẳng theo cái hướng là với lại vị trí của người thầy thuốc ấy, trong ra ngoài. Tiếp theo là chúng ta làm động tác V ra. V này là V ngang. V dọc. V rồi bóp. Động tác bóp. Các dây, ta dùng gốc bàn tay, dây toàn bộ vùng cơ lưng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đấy thì cơ bản là những cái động tác xoa bóp như vậy. Sang động tác dây ấn huyệt, dùng hai ngón tay cái, chúng ta dây hai bên sát cột sống. Đây tôi đang dây bên phải đây. Đây là cột sống và sát cột sống đây. Đấy. Khi mà chúng ta dây sát cột sống từ trên xuống dưới như thế thì thấy cái điểm nào mà có cái gân cơ nó co cứng. Đó. Thế rồi người bệnh thấy đau nhiều thì chúng ta dây nhiều vào đó. Dây trọng điểm dây nhiều hơn vào đó. Với đau lưng thì dây ấn huyệt dọc sát cột sống hai bên. Đấy là cơ bản và những cái điểm. Ví dụ đây tôi thấy điểm này nó có cái gân cơ co cứng và đau thì tôi dây nhiều hơn đó, cho nó mềm ra. Thế và ở chân chúng ta ấn vào cái huyệt cách mắt cá ngoài, ở trên mắt cá ngoài là 6 cm đó, 6 cm đó. Đây có một cái chỗ lõm ta dây ấn vào đây. Đấy, và điểm thứ hai là giữa mặt sau của khớp gối, nếp gấp, giữa nếp gấp mặt sau khớp gối, chúng ta dây vào đây. Sau bóp dây ấn huyệt xong thì chúng ta làm động tác chặt, đấm, có thể đấm mà. Rồi chặt toàn bộ lưng. Tất nhiên là cái vùng vùng thắt lưng này chúng ta đấm hoặc chặt nhẹ. Đó. Trên này có thể mạnh hơn. Đó. Và cuối cùng người ta vỗ vào cái vùng dưới thắt lưng. Đây là thắt lưng. Đó. Đây thắt lưng đây. Dưới thắt lưng. Đó. 3 cái. Đấy, chúng ta đã thực hiện xong cái bài xoa bóp dây ấn huyệt chữa đau lưng. Xin cảm ơn và chúc bà con mạnh khỏe.